Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Luffy, cho đến hiện tại thì cậu được coi là hoàng đế thứ 5 trên thế giới, đồng thời cũng nằm trong nhóm thế hệ tồi tệ nhất, với mức treo thưởng trên 1 tỷ berry. Một hải tặc vừa mạnh mẽ và có tiếng tăm trên vùng biển như thế, nhưng tính cách của anh chàng mũ rơm này lại vô cùng trẻ con và cực kỳ vô tư, đặc biệt là ở khoản ăn uống. Luffy đã lọt vào top những nhân vật vô cùng ham ăn và có thể trạng ăn uống khỏe nhất trong One Piece. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tổng hợp lại những lần mà Luffy ham ăn tới mức vô đối nhé. Ăn nguyên cái dĩa khi đánh xong Ác Long. Quay trở lại một chút về chuyến hành trình ăn không lối thoát của Luffy ở những tập đầu phim. Luffy cùng với những người bạn của mình, sau khi hạ được tên Ác Long, cả dân làng Kokoyashi của Nami như được sống lại. Mọi người tụ tập quanh quẩn với nhau, mở tiệc ăn mừng về chiến công vang dội khi mũ rơm đã giúp họ lấy lại được tự do sau ngần ấy năm bị tên Ác Long này cai trị. Và vui mừng hơn, cô bé Nami cũng không còn làm tay sai cho bọn chúng. Cô không còn khổ sở với việc cướp tiền để mua lại làng, không cực khổ để vẽ hải đồ cho hắn, không lủi thủi một mình như trước. Mà giờ đây, miêu tặc của chúng ta đã có những người bạn sẵn sàng sát cánh bên cô. Một bữa tiệc hết sức nhộn nhịp, nhưng bên cạnh đó, cảnh tượng Luffy ăn vồ vập giữa dòng người dự tiệc, ăn tới mức cả dân tình đều xỉa sói, nói xiên nói xỏ cậu. Cái gì mà ăn dữ thần, ăn thấy ghê luôn, ăn như chưa từng được ăn vậy đó. Rồi thồn luôn quá trời thứ vào miệng, thồn luôn cả cái dĩa, khiến cho cậu tím tái hết người. May mà người cậu ấy là cao su, nên dễ dàng nuốt luôn cái dĩa xuống dưới bụng. Chứ người thường mắc mỗi cái xương trong họng thôi cũng đã muốn chết rồi. Đã vậy, Luffy còn quay sang hỏi còn thịt nữa không? Thịt đâu, cho lên hết trên này nữa đi chứ. Đúng là cái thói ham ăn, ăn một cách hàm hồ như vậy thì chỉ có mỗi thuyền trưởng Luffy mà thôi. Ăn nguyên cái con rồng. Chúng ta hãy cùng đến với Bần Hazard nhé. Kể đến hòn đảo này thì chắc chắn chúng ta phải kể đến tới bữa thịt rồng. Một con rồng khổng lồ mà băng hải tặc mũ rơm đã đụng độ phải nó trước đó. Một con rồng có cánh lớn và nó đã nã những chùm lửa vào họ. Luffy cùng với Zoro lúc này đã ra sức đánh bại nó bằng gear 2 của mình. Còn khả năng kiếm khí điều luyện của Zoro thì anh đã xiên nó ra thành từng mảnh sau khi nó ngông cuồng tấn công họ. Robin thì dùng hai bàn tay to lớn để cứu Zoro và Luffy trước khi họ đáp xuống đám cháy rực lửa. Nhưng rồi sau đó, họ phát hiện ra cặp chân không đầu của một vị samurai. Quá thú vị, Luffy rượt dí ổng tới mức cả hai ngã lăn ra và khiến chân của samurai dính vào người của Luffy, biến Luffy trở thành một hình dạng kỳ dị. Và sau đó, cậu với những thuyền viên của mình đã ăn thịt con rồng khổng lồ này. Thế là con rồng này đã thực sự bị xử lý gọn gàng bởi cái bao tử không đáy của vị thuyền trưởng mũ rơm. Dù muốn hay không thì món thịt rồng này mà đem nướng lên thì sẽ vô cùng hấp dẫn. Bởi thế mà tội gì Luffy lại không ăn cơ chứ? Ăn hết cháo đậu đỏ. Cháo đậu đỏ là một món ăn mà khiến nhiều nhân vật trong One Piece rất thích, kể đến như là Queen. Tên này coi cháo đậu đỏ là oxy của hắn. Hắn rất yêu thích món ăn này và sẵn sàng xử lý những tên nào dám đụng vào món cháo này của mình. Hay Big Mom cũng rất thích cháo đậu đỏ, Otama và cả Luffy. Nhưng nói tới Luffy là không chỉ thích cháo đậu đỏ mà cậu còn vô cùng ham ăn. Dù ở trong tù, cậu đã ăn rất nhiều bánh bao, khiến cho nơi đây hết sạch bánh bao cho các trưởng cai ngục. Và lần Queen dịch bệnh hộ giá ở đây, hắn đã ra lệnh những tên cấp dưới nấu ăn cho hắn tận hai nồi cháo đậu đỏ siêu to khổng lồ, nhưng đã bị Luffy lén ăn. Đã vậy còn rủ rê cụ Hyogo ăn chung. Ăn hết hai nồi khổng lồ, thân hình của Luffy và lão Hyogo đã béo ú, nhìn hết sức buồn cười. Và khi Queen phát hiện ra cháo của mình đã bị Luffy ăn hết, hắn đã vô cùng bức xúc. Đến khi Big Mom tìm tới đây để được ăn cháo đậu đỏ, món ăn mà mụ ta rất thích, mà mụ ấy đã đói nhiều người từ tận mấy ngày qua. Nhưng khi thấy nồi cháo đã hết sạch, mụ ta đã nổi đóa, lôi cổ của Queen ra dằn mặt, khiến cho cả nhà tù Udon náo động. Luffy ăn luôn phần ăn của trưởng hải quân. Luffy ham ăn tới mức, ở những tập phim ngoại truyện, cậu và cá băng sau khi đáp từ đảo trên trời về đã vô tình rơi vào căn cứ hải quân. Các thành viên trong băng đành phải cải trang thành những người lính hải quân. Ấn tượng nhất là Luffy và Sanji phải làm người phụ bếp. Trong khi nấu ăn cho cả những người lính hải quân ở đây thì Luffy đã ăn sạch toàn bộ đồ ăn. Đã vậy, khi đem món lên cho trưởng hải quân, cậu đã thò tay ăn sạch phần ăn của ông ta. Đúng là Luffy, chỉ có thuyền trưởng mũ rơm mới dám làm điều này mà thôi. Ăn hết đống bánh kẹo của Big Mom. Tại đảo Người Cá, được biết là một trong những quần đảo có rất nhiều cô gái đẹp.
một nàng công chúa khổng lồ và cũng là một trong ba món vũ khí. Bên cạnh đó, đảo Người Cá cũng được coi là một trong những quần đảo sản xuất bánh kẹo ngon nhất thế giới, và điều này lại rất được lòng Big Mom. Từ khi Râu Trắng chết, đảo Người Cá đã được băng Big Mom bảo hộ với yêu cầu mỗi tháng hãy chu cấp cho bà ta 10 tấn kẹo ngon nhất. Và theo như thường lệ, hai người con của Big Mom là Becoms và Tamago đến để lấy kẹo, nhưng nhà máy kẹo lại bị phá hỏng bởi Hody và đồng bọn của chúng, khiến cho đảo Người Cá không thể giao kẹo cho Big Mom ngay bây giờ. Tình cờ thì Luffy cùng với Zoro và Sanji mới lấy ba túi kho báu, và cậu cũng dành lời khen về những viên kẹo của họ. Becoms vô tình nghe được thì vô cùng giận dữ, liền báo tin dữ về cho mẹ mình. Big Mom lúc này hết sức phẫn nộ, nhưng khi nghe Luffy nói cậu sẽ để lại ba túi kho báu cho bà ấy, đổi lại họ không được phép tấn công đảo Người Cá, và tự khai rằng mình đã ăn hết 10 tấn kẹo của mụ ta. Big Mom chẳng thể làm gì vì con tàu của hai đứa con của bà vừa bị Kid phá nát, thế nên họ cần tiền sắm một con tàu khác. Chả thể làm gì khác, Big Mom thách thức Monkey D. Luffy và sẽ truy lùng cậu khi đến tầng thế giới. Luffy ăn luôn phần cơm của cô bé Otama. Otama là cô bé nghèo sống tại Wano Quốc, một vùng đất nổi tiếng là màu mỡ, nơi có thiên nhiên phong phú. Thế nhưng khi Kaido xâm chiếm thì vùng đất này dường như không còn trong lành như xưa. Nước thì bị ô nhiễm bởi các hóa chất của nhà máy, thiên nhiên thì bị tàn phá, dân thì nghèo đói bởi sự tàn ác của Shogun. Orochi cùng với băng đảng hải tặc Kaido và Otama khi được Luffy cứu cô khỏi đội quân của Kaido. Sau đó, Otama đã thể hiện khả năng tạo ra Dango từ má của cô bé, và chiếc bánh Dango đó hóa ra là có thể thuần hóa được các loài thú. Và sau đó, Otama đưa Luffy đến nhà của cô và mời ân nhân ăn chén cơm duy nhất mà mình có, dù bản thân phải chịu đói. Một lúc sau, Tenguyama Hitetsu trở về. Ông ta đã tức giận vì một mình Luffy đã ăn hết chỗ cơm đó. Ông nói về Otama và bảo con bé sẽ ngã bệnh vì đã uống thứ nước ô nhiễm thải ra từ nhà máy của Kaido. Luffy lúc này đã quá vô tư, ăn hết phần cơm trong buổi sinh nhật của cô bé mà Otama vất vả lắm mới có tiền mua gạo. Luffy thấy có lỗi với cô bé, nên suốt một hành trình ở Wano, Luffy đã dành những điều tốt đẹp nhất cho Otama và các người dân nghèo ở Wano, như cứu Otama khỏi đợt ngộ độc, cho Otama ăn uống no say khi cướp được đồ ăn của bọn quái thú Kaido. Sau này, luôn nhớ đến món cháo đậu mà Otama đã từng rất thích nó, khi cô bé được ăn nó vào hôm sinh nhật của mình. Đói quá ăn cá độc, nấm độc. Nếu như ở những trường hợp trên, Luffy hàm ăn tới mức ăn cả 10 tấn kẹo của Big Mom, ăn cả nhà của Jack Lord Pudding, vô tư ăn cả bữa cơm của Otama, thì thậm chí Luffy còn hàm ăn tới mức ăn bậy ăn bạ. Như một lần đến đảo Amazon Lily, bị Kuma cho mỗi thành viên đi du lịch ở mỗi nơi, vừa có một trận chiến ở Sabaody, Luffy lúc này đói móc cả bụng và đành phải ăn cả những cây nấm trong khu rừng Amazon Lily, khiến cho cậu lâm vào tình thế dở khóc dở cười. Người của cậu toàn mọc nấm, chằng chịt trên người, và nếu không nhờ những người bạn ở Amazon Lily thì chắc Luffy giờ đây đã ngủm từ lâu rồi. Luffy còn có lần ăn cả cá độc ở vùng biển Bắc luôn đấy. Luffy vừa ăn vừa ngủ. Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với đội trinh sát CP9 tại Nice Lobby, cả đám đã có một kỳ nghỉ tại nhà của bà tiên cá tóc xanh. Sanji với vai trò là đầu bếp, anh đã nấu một bữa ăn hoành tráng cho thuyền trưởng của mình. Sau cuộc chiến với Lucy, có vẻ như Luffy đã rất đuối sức, cậu ấy cần ăn và nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Lúc này, Luffy đã thể hiện khả năng vừa ăn vừa ngủ của mình hết sức điêu luyện. Mắt thì nhắm tịt, mồm thì cứ ăn uống hăng hái, một khả năng bá đạo mà bà tiên tóc xanh chưa từng thấy từ trước tới giờ. Có vẻ như khả năng hàm ăn của Luffy luôn xuất hiện với món ăn hấp dẫn, đặc biệt là những món ăn mà đầu bếp Sanji chế biến. Dù có buồn ngủ tới đâu thì cái bụng không đáy của cậu cũng sẽ có cách để điều khiển tay và mồm một cách điêu luyện để có thể ăn thỏa sức ngay cả lúc ngủ. Quả là Luffy, chỉ có mỗi Luffy mới làm được điều này mà thôi. Luffy từng ăn cả một hạm đội Cracker. Được biết, Cracker là tư lệnh ngọt của băng mũ rơm, bộ trưởng bộ bánh ngọt này có mức truy nã là 860 triệu berry. Với quyền hạn và sức mạnh to lớn, Cracker đã thể hiện mình là một trong những đối thủ nặng ký từng bán hành cho Luffy và cũng là một đối thủ khiến cho Luffy thể hiện trình ăn uống của mình. Nhưng chúng ta khi thấy mũ rơm lén lút lên quần đảo của Big Mom nhằm giải cứu Sanji khỏi hôn lễ và cùng Sanji tiếp tục cuộc hành trình chinh phục biển cả. Thế nhưng, để tìm đầu bếp, cả đám bao gồm Luffy, Nami, Chopper và Carrot vô tình lạc vào khu rừng bê hoặc, khiến cho cả đám mất phương hướng. Lúc này muốn thoát ra cũng không thể được, và đành phải đối mặt với đám homies của Big Mom, đặc biệt là sự xuất hiện của tư lệnh ngọt ngào Cracker.
sở hữu năng lực trái ác quỷ Bisu Bisu, cho phép Cracker có thể tạo ra những chiếc bánh quy siêu bền. Chỉ cần Cracker vỗ tay thì ngay lập tức những chiếc bánh quy này sẽ được tạo ra. Và như chúng ta đã thấy thì có cả một hạm đội bánh quy vô cùng cứng cáp đã bán hành cho Luffy mũ rơm. Trận chiến oanh tạc này kéo dài 11 giờ. Luffy kích hoạt Gear 4, giao tranh quyết liệt với lực lượng bánh quy của Cracker. Thế nhưng khả năng bá đạo này của hắn đã khiến Luffy phải chật vật. Cậu không thể duy trì được trạng thái Gear 4 lâu hơn và phải rơi vào tình trạng đuối sức, kèm với cảm giác đói khi cậu cùng với băng của mình chưa ăn uống gì từ khi lên đảo của Big Mom. Bằng trí óc thông minh và độ lanh lẹ của Nami, hoa tiêu xinh đẹp này đã dùng món vũ khí của mình tạo ra một cơn mưa, khiến cho những chiếc bánh quy mềm hơn để cho Luffy có thể ăn được nó, vừa lót được cái bụng đói của cậu, lại còn có thể hạ được đám lính của Cracker. Và đương nhiên, bằng cái bụng không đáy của mình, cậu đã thỏa sức ăn uống. Nami thì cứ thúc thuyền trưởng của mình ăn nhiều nhất có thể, cho tới mức thân hình nhỏ bé của Luffy bỗng nhiên béo ú hẳn. Và bằng cơ thể béo ú này, Luffy triển khai Gear 4, rồi nhấn chìm cơ thể của Cracker vào trong lớp mỡ bụng của cậu, đẩy văng hắn đi xa bằng chiêu đạn súng thần công, khiến cho hắn văng xa ra khỏi khu rừng trước sự chứng kiến của các Hermes nhà Big Mom. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt!